tới rồi, tới chỗ rồi. Đây. Tới chỗ rồi. Anh em lên đường chuẩn bị thôi. Hôm nay mấy con thủ chuẩn bị. Nón hả? Nón vô lấy. Đây, đường xuống điểm câu đây. Dê, nuôi dê. Ôi, cái gì chuối. À, tới điểm rồi đó. Đó, ở đây là nguyên làng bè luôn ha. Này Long Sơn, Tân Châu. Đây, đường xuống bè. Bè. Đây, quang cảnh bè nuôi cá ở Tân Châu. Bè cá. Nè, mồi câu nè, cám trộn nè. Đó, mồi câu cá dảnh. Rồi, tới điểm rồi, bập thơi. Chuẩn bị đồ nghề, chuẩn bị đồ câu. Lưỡi số mấy à? Lưỡi số 10 thôi hả? Số 10 thôi, nhỏ xíu à. Ừ. Tại con có dảnh, con có dảnh với thì dính này dạ. Nhỏ hơn lưỡi con tôm mình luôn. 11, 12, anh câu cá cóc dính cá cóc luôn. Ừ. Còn con cái lưỡi này không dính đâu nổi đâu. Ủa cá cóc vậy mà cái miệng nó nhỏ hả? Cóc cái miệng nó bự lắm. Nhưng cái là có cái góc mình im. Ừ. Luôn cái góc. Còn lưỡi số 10 này nó dột chưa. Đây cái dảnh không ạ? Dảnh với cái cha. Cái góc hoài á. Mày chắc là lấy hai cần câu tôm của tao. Hai ba cần gì cũng được. Thằng Chí nó đang neo hai cần câu tôm đằng kia. Để tao lấy bớt cây nâu câu tôm nó qua tao neo đầu bè này coi. Thằng Chí nó mới để hai cây câu tôm bên này nè. Đây, quang cảnh câu cá đây. Cái gì? Cá người ta ăn kìa, cá ăn kìa. Đâu? Cái này nè, à, đây nữa nè, nè. Đó. À, ừ, đó. Mày đó. Kéo đi, mày kéo đi, anh quay cho coi cái. Mày kéo đi. Đó, đó, cá ăn nhịp, đã chưa? Đó. Lên coi, lên hàng cái coi. Vô. Lên hàng. Vô. Vô rồi. Thả nó luôn đi. Cây xanh chỗ giò em dính ra nhiều đó. Em để nhẹ lên đây. Để rồi. Chưa nhả rồi. Lên hàng mà hàng không ngon. Đây, mấy cần thủ đang chuẩn bị vô cuộc đây. Đang tóm lưỡi câu. Tóm lưỡi câu chuẩn bị. Chú đang cho cá ăn. Cá heo quá trời. Cho cá ăn. Cá heo. Đây đang xây mồi. Xây mồi cá. Xây tắm cho cá ăn. Máy sẽ cám. Còn cần này chưa thấy giống nhất gì hết. Cần này câu cá hay câu tôm ạ? À? Cá. Rồi đó, câu cá lớn, không dài đâu. Không ngoài này thả cá cha hả? Rồi đó là cá cha, cá dồ á. Rồi. Đây, view xong câu cá nè. Rồi, thấy xong, cá dồ. Tiền Tân Châu nè. Ở ngoài dàm, ở trong này là trong cồn. Này là cồn Long Sơn. Tân Châu này làm bè nuôi cá. Cái này vô cả hả?
Lụm con hả? Cái rảnh rồi cái cha ăn. Mấy anh cần thủ kia làm nhanh nhanh chứ coi làm gì lâu vậy? Đại ca kia câu tôm hả? Cần thủ áo sọc đó kia câu tôm. Đây, đại ca câu tôm bên đây. Đó. Này mấy anh cần thủ nhà mình đang chuẩn bị cần câu. Chút còn thêm cần thủ nữa. Đang chạy vỏ lãi qua. Còn nữa hả? Còn giờ này cá ăn rồi đó, câu được rồi. Lên hàng đó. Những gì cái lưỡi kia, dánh bự. Kéo lên luôn. Rồi buông đây. Kích cái lỗ này có lý nha. Chà bá luôn. Bố nè. Dẫn bự. Chà bá luôn. Dẫn bự. Bự luôn nha, bự nha. Vô. Em bự. Tôm nó kìa. Mày lên. Tôm nha. Rồi ngon tôm. Tôm bự thì cũng được rồi. Tiếp nè. Đó, dánh bự nè, đó, có cá cỡ gì mới được chứ. Ừ. Dính vô hai lưỡi luôn. Rồi. Vậy mới đẹp. Đó, rồi con này cũng được 2-3 lạng. Ok. Rồi chơi vô rộng đi. Cá phải bự bự vậy mới hấp dẫn. Lụm mấy em bự bự vậy mới đủ tiền được. Rồi vỡ lại qua cứu viện. Tôm bự. Lên hàng. Lên cái càng xanh lè cái coi. Càng xanh rồi, con nó phải càng xanh rồi. Con nó phải xanh rồi. Lên hàng. Dạ không. Cỡ gỗ là cỡ có lăng ông nội vô. Ủa, em. Ngon lành. Cái lăng cũng được, tưởng đâu con tôm càng mà cỡ đó thì quá ok. Ủa được tôm càng mà cỡ đó thì ngon lành luôn. Dạ cái lăng nó cũng ngon rồi. Cái lăng bự cũng ok rồi. Đó cái lăng bự gì cũng ngon rồi. Cần gì tôm càng. Đúng rồi, anh tôm này gửi cho bác. Đi mà cái o nó luôn. Tôm này. Nè, dính vô nó gâu nè, thấy không nè, cho nó gâu nè. Dính nó gâu rồi nè. Lăng này cũng ngon rồi. Bự luôn nha, bự nha. Vô. Em bự. Một em cá cha. Một em cá dồ. Một cái xìu.